Nhất niệm vĩnh hằng, tập 235, trọng tố đạo tâm. Thiên tôn bị bắt trói, chuyện này quá lớn. Năm vị thiên tôn biết được. Đồng thời, một ít bán thần trong tiên vực thứ ba này cũng sử dụng cách thức của từng người biết được chuyện này. Mỗi người đều mở to mắt, trong lúc hít sâu, hoảng sợ vô cùng. Rất nhanh, chuyện này giống như gió bão, điên cuồng truyền ra ở toàn bộ tiên vực thứ ba, thậm chí bên trong Tà Hoàng Triều. Thậm chí Thánh Hoàng Triều cũng nghe được ít lời đồn đại. Mà biết được chuyện này còn sớm hơn so với bọn họ, lại là Tà Hoàng trong Tà Hoàng Triều. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bắt trói quỷ mẫu đưa đi, hắn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra. Sâu bên trong mắt hắn có tinh quang bắn ra, còn có một sự tức giận tràn ngập. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng trong chớp mắt khi đứng dậy, bước chân hắn lại chợt dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thành Hoàng của Thánh Hoàng Triều. Người ngoài không cảm giác được, nhưng ở trong một chớp mắt này, hắn nhận thấy được rõ ràng. Ở bên trong Thánh Hoàng Thành xa xôi, có một khí tức không kém gì mình, đang dâng lên ngập trời, từ phía xa đối lập lại. Dường như chỉ cần mình đi ra khỏi Tà Hoàng Thành này, bước vào biển Vĩnh Hằng, như vậy vị Thánh Hoàng ở Thánh Hoàng Thành kia nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hậu quả khi loại chuyện này cứ thế tiến hành, chính là trạng thái của hai đại hoàng triều ban đầu chỉ là xung đột mâu thuẫn với phạm vi nhỏ, sẽ biến thành chiến tranh phạm vi lớn. Chuyện này bất luận là Tà Hoàng hay Thánh Hoàng, cũng không nguyện ý lựa chọn. Thật ra, Thánh Hoàng Triều mặc dù có yếu thế, nhưng Tà Hoàng Triều cho dù giành được thắng lợi cuối cùng, cũng phải trả giá cao. Cho dù là bản thân Tà Hoàng cũng vẫn không có cách nào quyết định. Dưới sự kìm chế lẫn nhau, ánh mắt của Tà Hoàng lóe lên, lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là trong giờ phút này, băng hàn trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Ở trong lúc Tà Hoàng ở đây buông tha truy kích, đồng thời ở một chỗ tiên vực khác, trong hoàng cung của Thánh Thành Hoàng trong Thánh Hoàng Triều lúc này có tiếng cười truyền khắp thiên địa. Trong lúc mọi người trong Thánh Hoàng Thành vô cùng kinh ngạc, sau tiếng cười kia, có một giọng nói ôn hòa từ bên trong hoàng cung truyền xuống pháp lệnh. Cổ Thiên Quân đạo hữu, vẫn mong đi tới biên giới một chuyến, thay mặt bản hoàng nghênh đón vị đạo hữu thế giới thông thiên, dâng lên đại lễ này. Theo âm thanh vang vọng, một kiếm khí kinh thiên từ bên trong Thánh Hoàng Triều phóng lên cao. Ở bên trong kiếm khí kia, bên trong hư vô đi ra một người nam tử trung niên mặc áo bào trắng, mái tóc bạc, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau lưng đeo một thanh đại kiếm. Nam tử này tuấn lãng không tầm thường. Lúc này sau khi hướng về phía hoàng cung của Thánh Hoàng Thành hơi cúi đầu, hắn xoay người thoáng một cái, lao thẳng đến phía xa. Ở phía sau hắn cũng có không ít cường giả bán thần đều đi theo. Chuyện này khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Theo sự tìm hiểu, rất nhanh bên trong Thánh Hoàng Thành, thậm chí Thánh Hoàng Triều càng lúc càng có nhiều người biết được chuyện này. Sau khi nghe được, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm. Có tu sĩ thế giới thông thiên bắt trói được quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Muốn tới Thánh Hoàng Triều chúng ta, ném danh trạng. Trời ạ, người thế giới thông thiên này sao lại có lá gan lớn như vậy? Bắt trói thiên tôn. Ở trong sự chấn động của hai đại hoàng triều, thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua mấy ngày. Vì tốc độ của con rắn mối xương trắng càng lúc càng nhanh, lao nhanh ở trên biển Vĩnh Hằng này. Tốc độ kia thậm chí vượt qua bản thân của quỷ mẫu, khiến cho thần thức của năm vị thiên tôn Tà Hoàng Triều phía sau nhất thời nửa khắc khó có thể đuổi theo. Đặc biệt là càng rời xa Tà Hoàng Triều, càng đến gần Thánh Hoàng Triều, bọn họ càng thêm lo lắng. Thậm chí ở năm người phân tích, tốc độ đuổi bắt như vậy, sợ là cho dù đuổi kịp, cũng đã cách Thánh Hoàng Triều không xa. Loại chuyện này sẽ khiến cho bọn họ rất bị động. Cuối cùng trong lúc đang do dự, pháp lệnh của Tà Hoàng lại truyền vào trong tâm thần của năm người bọn họ. Lúc này, bọn họ mới bỏ qua truy kích. Thần thức của năm người hóa thành năm thân ảnh mơ hồ, đứng ở trên biển Vĩnh Hằng, nhìn về phía nơi xa xăm. Trong mắt của năm đại thiên tôn Tà Hoàng Triều này đều lộ ra sự âm u lạnh lẽo sắc bén. Bạch Tiểu Thuần sao? Ở dưới tình huống Tà Hoàng muốn biết được, cái tên này rất nhanh đã khiến cho tất cả mọi người biết được. Lúc này bọn họ cũng đã được hiểu rõ tất cả từ trong pháp lệnh của Tà Hoàng. Khôi tổ của thế giới thông thiên. Năm người cười lạnh, thu hồi ánh mắt. Thần thức dần dần tiêu tan trở về. Truy binh buông tha. Đồng thời, ở trong thiên địa cách thần thức của năm người rất xa xôi, Công Tôn Uyển Nhi điều khiển rắn mối xương trắng, tốc độ cực nhanh. So với bản tôn tự mình điều khiển, hoàn toàn không kém hơn. Thậm chí vì Công Tôn Uyển Nhi vốn chính là tàn hồn tay trái của bản tôn. Tay trái chính là mấu chốt để điều khiển pháp bảo này, cho nên dần dần, tốc độ của rắn mối xương trắng rốt cuộc còn kinh người hơn so với quỷ mẫu tự mình điều khiển. Trong tiếng nổ lớn, theo tốc độ bạo phát, sóng dao động thiên địa khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng mang theo một đường sóng lớn cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên rắn mối xương trắng, nhìn thiên địa phía xa.
Trong lòng của hắn dần dần phấn chấn. Nãi nãi của ngươi, đại lục Vĩnh Hằng, lại như thế nào? Bạch Tiểu Thuần tay áo vung, theo tốc độ của rắn mối xương trắng, tâm tình hắn càng thêm sục sôi. Dĩ nhiên tê sự chán trường trước đó đã hoàn toàn tan biến. Thiên Tôn thì thế nào? Còn không phải là bị ta bắt trói lại sao? Cho dù là thái cổ, Bạch Tiểu Thuần tới lúc tu vi mới là kết đan lại dám bắt trói bán thần. Tu vi thiên nhân lại dám vỗ đầu của chuẩn đại thừa. Hiện tại tu vi bán thần còn dám bắt trói lại thiên tôn chân chính. Hình như tốc độ của con rắn mối xương trắng cực hạn sau khi rời xa Tà Hoàng Triều giống như mang theo Bạch Tiểu Thuần rời xa tinh thần xa sút trong lòng hắn. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía dấu vết của ngọn lửa trên tay phải của mình, trong mắt của hắn lại lộ ra hy vọng sắc bén. Hạo Nhi không chết, sớm hay muộn gì ta cũng phải nghĩ biện pháp thức tỉnh hắn. Như vậy hiện tại bày ra ở trước mặt ta chính là khiến cho bản thân ta ở đại lục Vĩnh Hằng này hoàn toàn đứng vững, càng lúc càng mạnh. Con đường của ta không có thay đổi, vẫn là trường sinh. Lý tưởng của ta cũng không có thay đổi, vẫn là khiến cho ta cùng với tất cả người thân, bằng hữu của ta, cùng nhau trường sinh. Trừ điều đó ra, còn có thêm một điều, khiến cho mảnh thế giới này từ nay về sau, có thế giới thông thiên nhỏ nhoi của ta. Bạch Tiểu Thuần vốn không phải là anh hùng, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Hiện tại, hắn đi từng bước một, trong lòng của hắn đã hiểu trách nhiệm cùng gánh vác của mình. Cho dù thế giới tan vỡ là chuyện nhất định xảy ra, cho dù Bạch Tiểu Thuần không có báo thù, chung quy cũng sẽ nổ tung, thậm chí càng thê thảm hơn. Nhưng sau khi thức tỉnh, nhìn thấy từng thi thể tìm được, Bạch Tiểu Thuần vẫn cay đắng. Ngoại trừ thông thiên đạo nhân ra, tất cả những người khác theo thế giới thông thiên nhất định sẽ tan vỡ nổ tung. Ở dưới tai họa chung này, không quan tâm bọn họ đã từng có ân oán gì, đều đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đáng tiếc không nhìn thấy được, sau khi bọn họ nghe thấy chuyện này, sẽ là dạng biểu tình gì. Nhưng chung quy có một ngày, ta sẽ thấy. Bạch Tiểu Thuần đón gió, hít một hơi thật sâu. Trong đôi mắt hắn lấp lánh sự kiên định chấp nhất, mang theo hồi ức, mang theo khát vọng đối với tương lai, còn mang theo một sự kiên quyết. Cự Quỷ Vương từ bên trong khoang của chiến thuyền đi ra. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu thuyền, trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng. Ở sâu trong nội tâm, hắn cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Ta biết Bạch Tiểu Thuần đã trở về. Theo chuyện này khuếch tán, vì hắn quá mức kinh người, vì hắn quá mức chấn động, bất luận là Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều. Tất cả những người biết được, đều không thể áp chế được sự chấn động trong lòng mình. Bọn họ cũng liền khiến cho được chuyện này được truyền bá càng thêm nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện này đã giống như trận gió lốc, cuốn ra toàn thế giới. Cũng chính bởi vì vậy, chuyện này cũng truyền vào đến trong tai những người của thế giới thông thiên đang phân tán ở trên mặt đất này, khiến cho mỗi một người nghe được đều mở to hai mắt, hít thở dồn dập. Đồng thời, một khắc kia khi trong lòng chấn động, sự cay đắng lâu dài trong mắt bọn họ đều xuất hiện một chút ngọn lửa hy vọng. Bạch Tiểu Thuần, bên trong Thánh Hoàng Triều, một chỗ châu thành khổng lồ, có một lão nhân toàn thân mặc áo bào tầm thường, ngồi ở trong một tửu lâu. Nghe mọi người ở bốn phía xung quanh bàn luận ầm ĩ chuyện liên quan tới thiên tôn của Tà Hoàng Triều bị bắt trói. Lão già này nhìn như bình thường, nhưng sự kích động trong lòng đã ngập trời. Hơi thở của hắn cũng thoáng gấp gáp, trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn chỉ có thể cúi đầu để che giấu. Hắn cầm lấy bầu rượu ở trước mặt, uống xong một ngụm lớn, sau đó tiếng cười thầm trong lòng đã không ngừng vang vọng. Không hổ danh là người lão phu năm đó coi trọng. Bạch Tiểu Thuần, lão phu ở Thánh Hoàng Triều chờ ngươi. Lão già này chính là người ở Khôi Hoàng Thành trước đây. Đại Thiên Sư, bất luận là tu vi bán thần hay tâm cơ thủ đoạn của hắn, đều khiến cho hắn ở bên trong Thánh Hoàng Triều này tương đối an toàn, đủ để giấu giếm thân phận, quan sát Hoàng Triều này, thậm chí thế giới này. Bên trong Thánh Hoàng Triều, trong các khu vực khác nhau, người giống như Đại Thiên Sư vậy, khi nghe được chuyện này sau đó kích động, chỗ nào cũng có. Thời khắc này, ở bên trong một tiên vực khác, ở một chỗ quận thành, Chu Nhất Tinh đang cười đùa cợt nhả đối với người cúi đầu khom lưng. Sau khi không ngừng thở dài rời đi, hắn sờ sờ vào túi đựng đồ. Ở trong đó có số linh thạch hắn dựa vào luyện linh kiếm được trong mấy ngày nay. Hắn dù sao không phải là Đại Thiên Sư, có thể gần như hoàn mỹ che giấu tung tích. Hắn đơn giản đã suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải ở Thánh Hoàng Triều được nói là nhân đức, trước tạm thời lá mặt lá trái, sống sót rồi lại nói sau. Nhưng hôm nay, linh thạch trong túi cũng không bằng sự kích động trong lòng hắn. Chủ tử vẫn đầy sức sống. Không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện, thì làm ra chuyện lớn kinh thiên như vậy. Trong lòng Chu Nhất Tinh đang hưng phấn kích động, sâu trong lòng hắn cũng có phần chờ mong. Hắn chờ mong mình có thể hoàn toàn đứng vững gót chân ở chỗ này, chờ mong mình có thể ở bên trong thế giới Vĩnh Hằng này, cũng có huy hoàng thuộc về mình.
người nơi này đều không biết luyện linh. Ta muốn trở thành đại sư đức cao vọng trọng ở bên trong thành này, không người nào dám trêu chọc. Chu Nhất Tinh hít một hơi thật sâu, bước chân bước xa hơn, giống như giấc mộng trong lòng, dựa vào bước chân này, sẽ cách mình càng lúc càng gần. Đồng thời vào giờ phút này, bên trong một châu quách quận thành nơi Chu Nhất Tinh ở rất xa xôi, trong một đình viện rất xa hoa, thần toán Từ Ưu Buồn đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong thần sắc mang theo sự phiền muộn. Vì sao số phận của thần toán tử ta lại nhấp nhô như vậy? Ở man hoang là như vậy, ở chỗ này, lại có thể vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ta cũng muốn giống như ngươi đi bắt chói thiên tôn. Ta cũng không nguyện ý hưởng thụ sự xa hoa ở nơi đây. Trong lúc thần toán tử đang xúc động, trong căn phòng phía sau hắn chuyển tới âm thanh kiều mị của một nữ tử. Tiểu Tính Tính, còn không tiến vào. Thần toán tử thở dài một tiếng, mang theo sự thống khổ, nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút đắc ý. Đi về phía căn phòng. So với việc những người bị truyền tống đến Thánh Hoàng Triều, lúc này những tu sĩ thế giới thông thiên thân ở Tà Hoàng Triều, bọn họ càng kích động mãnh liệt hơn. Giờ khắc này ở bên trong tiên vực thứ hai của Tà Hoàng Triều, ở trong một sơn cốc, Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thành Hậu, hai người có chút suy yếu, giống như đều có thương thế. Nhưng hiện tại thần sắc bọn họ đều phấn chấn. Xác định, thật sự là do Tiểu Thuần làm. Hắn trói lại quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Lý Thành Hậu kích động nói, sự tự hào trong mắt đôi tự hào đặc biệt mãnh liệt. Linh Khê Lão Tổ cũng hít thở dồn dập, cười ha hà. Trong thần sắc của hắn trong dâng lên sự hy vọng. Thành Hậu, ngươi đi Thánh Hoàng Triều. Ở đây một mình Lão Phu liền có thể được. Linh Khê Lão Tổ nói, ho khan, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bản thân Tiểu Thuần có thể chiếu cố cho hắn. Hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng có ý muốn cho tất cả mọi người hy vọng. Chúng ta cũng phải tận dụng thời gian, tranh thủ tìm được nhiều người hơn. Lý Thành Hậu lắc đầu. Chỉ là lúc nhìn về phía Linh Khê Lão Tổ, thần sắc có chút lo lắng. Có Trương Đại Bàn hài tử này âm thầm chiếu cố, Lão Phu không sao. Hiện tại những người Tà Hoàng Triều này đều bị Tiểu Thuần thu hút. Chính là thời điểm chúng ta xuất thủ. Linh Khê Lão Tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Ta là Lão Tổ Mịch Hà Tông. Cho dù ở Đại Lục Vĩnh Hằng này, thân phận của Lão Phu không thay đổi. Nhà không có, nhưng tông môn vẫn còn. Lão Phu muốn tự tay tìm từng đệ tử ở bên ngoài trở về. Trong lúc Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu ở đây phấn chấn, đồng thời trong phạm vi Tà Hoàng Triều, trong một chỗ hoang dã, Tống Khuyết tóc tai bù xù, thần sắc dữ tợn, trực tiếp bẻ gãy cổ một vị tu sĩ cuối cùng truy sát mình. Trong lúc thở hồng hộc, Tống Khuyết lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn bốn phía xung quanh thi thể đầy đất, sát khí trong mắt của hắn tăng lên. Nghĩ đến chuyện nghe được từ trong miệng những người này trước đó, khóe miệng hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nhưng ở sâu trong nụ cười này, lại che giấu sự quật cường không chịu thua. Bạch Tiểu Thuần này bất kể tới đâu, đều có thể thanh danh hiển hách. Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông còn có man hoang. Chỉ có điều ở trên Đại Lục Vĩnh Hằng này, nhất là bên trong Tà Hoàng Triều, Tống Khuyết ta nhất định có thể đi sau vượt trước, đánh ra một mảnh thiên địa của riêng mình. Tống Khuyết hít một hơi thật sâu. Hắn thích khí tức Tà Hoàng Triều này, thích sự giết chóc tranh đoạt ở đây, thích ở đây không từ thủ đoạn cùng với ngươi chết ta sống. Ngoại trừ người của thế giới thông thiên, những người khác đều có thể giết. Tống Khuyết hít một hơi thật sâu, đang muốn rời khỏi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa hơn, một hướng khác trên tiên vực thứ hai này. Hắn cũng ngẫu nhiên biết được, nữ nhi cự quỷ vương ở man hoang, một trong những đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần Nữ, đang ở trong khu vực này, cũng giống như mình, đều lựa chọn giết chóc cùng tranh đoạt. Vì tu vi thiên nhân, mặc dù đưa tới sự coi trọng lớn hơn nữa, nhưng ở dưới sự giết chóc, thu được tài nguyên cũng càng nhiều hơn. Sớm hay muộn, ta cũng sẽ trở thành thiên nhân. Tống Khuyết xoay người thoáng một cái. Áo bào màu đen của hắn biến mất ở trong đêm tối. Ở phương hướng xa xôi, nơi hắn nhìn tới trước đó, cách nửa tiên vực, trong một miếu thờ mẹ Vĩnh Hằng ở nơi sơn giã, Hồng Trần Nữ ngồi ở chỗ đó, uống chén nước thuốc đỏ như máu trong tay, lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ Tà Hoàng Triều ở trước mặt nàng, đang run rẩy quỳ lạy ở nơi đó. Ta tu của Châu Thành đến là lúc bản tọa có biện pháp rời đi. Nhưng trước khi đi, mạng nhỏ của các ngươi nhất định không còn. Cho nên lựa chọn như thế nào, không cần bản tọa tiếp tục nhắc nhở. Hiện tại, thuốc sức sống còn chưa đủ, đi lục soát cho ta. Đi tìm. Tìm không được, mượn sức sống của đệ tử của các ngươi tới thay đi. Giọng điệu của Hồng Trần Nữ lạnh như băng, giống như làn gió rét đậm, khiến cho mấy tu sĩ ở trước mặt nàng đều run rẩy, vội vàng đáp ứng, vội vàng rời đi. Tất cả đã đều mù quáng. Ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường. Đó chính là thỏa mãn mọi yêu cầu nữ ma đầu này đề ra.
Tà hoàng triều quá lớn, tông môn tà tu cho dù lớn như bọn họ vậy, bị diệt vong, cũng sẽ không gây ra sóng gió quá lớn. So với chúng ta, nàng mới là ma đầu. Mấy tu sĩ này khóc không ra nước mắt, nhất là nhớ tới thủ đoạn của đối phương trước đó, bọn họ lại sợ hãi vô cùng. Lạnh lùng đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Hồng Trần Nữ hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn bụng của mình. Tất cả sự lạnh lẽo trong mắt nàng đều biến mất, thay vào đó lại là ấm áp cùng hy vọng. Phụ thân đáng chết của con không biết đi chết ở nơi nào, nhưng nếu con xuất hiện, như vậy mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con. Trên biển Vĩnh Hằng, trong chiến thuyền rắn mối xương trắng, Bạch Tiểu Thuần hắt hơi một cái. Không biết ai lại nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Huyền Nhi trước mặt. Nàng mới vừa nói Trương Đại Bàn hiện tại ở Tà Hoàng Thành, được gọi là Trương Đại Sư. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi. Hắn đang hỏi thăm Công Tôn Huyền Nhi, tin tức có liên quan tới Trương Đại Bàn cùng Hầu Tiểu Muội. Sau khi nghe được Công Tôn Huyền Nhi nói tới chuyện có liên quan đến Trương Đại Bàn, hắn không nhịn được hỏi rõ. Không sai. Trong trí nhớ của quỷ mẫu tồn tại chuyện của Trương Đại Bàn rất rõ ràng. Trước đây, sau khi ra hỏa kia, đến Tà Hoàng Thành, vì hắn cho thấy phương pháp luyện linh, kinh động cả triều, ngay cả Tà Hoàng cũng lộ vẻ xúc động. Vì chỉ một mình hắn có thành tựu ở trên phương diện luyện linh, khi đó thân thể của Khôi Tề còn chưa có tan vỡ. Vì vậy Trương Đại Bàn này đã được trọng dụng, nghe nói là được an bài luyện linh cho toàn bộ Tà Hoàng Thành. Cho dù hiện tại thân thể Khôi Tề tan vỡ, người của thế giới thông thiên rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng địa vị của gia hỏa này ở trong Tà Hoàng Thành vẫn không thấp. Công Tôn Huyền Nhi cười nói, về phần Hầu Tiểu Muội, ngươi có thể yên tâm, quỷ mẫu thu nàng làm đệ tử. Nàng cũng hiện rõ tư chất quỷ đạo kinh người, được quỷ mẫu bồi dưỡng trở thành người truyền thừa đạo pháp, để ý không hết. Cho nên nàng mới không lấy Hầu Tiểu Muội tới áp chế ngươi. Bởi vì theo nàng, tầm quan trọng của Hầu Tiểu Muội, mặc dù không bằng ngươi, nhưng đối với truyền thừa đạo pháp của nàng mà nói, cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều ngươi tạm thời không gặp được. Hiện tại nàng đang ở bên trong động phủ của quỷ mẫu tại Tà Hoàng Thành, đang bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới thiên nhân. Nghe được Trương Đại Bàn lại có thể ở bên trong Tà Hoàng Triều, lăn lộn phong sinh thủy khởi như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há hốc mồm. Cư quỷ vương ở bên cạnh, mặc dù từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái tên Trương Đại Bàn này, nhưng ở trong một chớp mắt này, hắn cũng kinh sợ. Trương Đại Bàn này lại có thể là người tài hoa hơn người như vậy, có thể một thân một mình, ở bên trong Tà Hoàng Triều này đứng vững gót chân. Xem ra quả nhiên là tên tốt, mạng cũng tốt. Cự quỷ vương hít vào một hơi. Hắn chỉ cảm thấy cái tên Trương Đại Bàn này chữ lớn, nhìn thế nào đều tốt hơn nhiều so với chữ nhỏ. Thật sự có cảm giác xúc động khi đối phương là kỳ nam tử. Trong lòng hắn cũng đang tiếc nuối. Lúc mình ở man hoang, thế nào lại không quen biết với Trương Đại Bàn này. Vậy, Công Tôn Thiên Tôn, vậy Trương Đại Bàn có đạo lữ chưa? Cự quỷ vương không biết nghĩ tới điều gì, hăng hái bừng bừng hỏi. Hắn hỏi thăm như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức không vui, trừng mắt với cự quỷ vương. Hắn suy nghĩ cự quỷ vương này chẳng lẽ thích làm người ta mai mối. Năm đó đẩy nữ nhi cho mình, hiện tại lại đi tìm hiểu Trương Đại Bàn. Chẳng lẽ, gia hỏa này còn có con gái tư sanh? Bạch Tiểu Thuần hồ nghi liếc nhìn cự quỷ vương một vòng. Ánh mắt này khiến cự quỷ vương có chút chột dạ, cười gượng vài tiếng. Thật sự không giống như Bạch Tiểu Thuần suy đoán. Hắn mặc dù không có con gái tư sanh, nhưng lại đối với loại chuyện dựa vào quan hệ cạp váy để trói buộc cường giả như vậy, hắn đã nếm được ngon ngọt. Trong lòng hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ, có nên nhận một nàng con gái nuôi các loại, sau đó giao cho Trương Đại Bàn trở thành đạo lữ, như vậy mình lại có thêm một con rể. Từ đó về sau, con rể đi chinh phục Giang Sơn, nữ nhi lại chinh phục con rể, bản thân mình làm nhạc phụ, tự nhiên cũng chính là thiên hạ vô địch. Tâm tư cự quỷ vương thế nào, Bạch Tiểu Thuần ít nhiều cũng có thể nhìn ra được. Quá trơ trẽn. Trong lòng hắn cũng đang thổn thức. Những gì Trương Đại Bàn từng trải qua, Công Tôn Huyền Nhi chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng có thể tưởng tượng được ở trong quá trình này, nhất định tràn ngập nguy hiểm đáng sợ. Dù sao, đối với Trương Đại Bàn khi đó mà nói, đi tới một thế giới lạ lẫm, rời xa quê hương, tu vi của hắn lại chỉ là nguyên anh. Hắn có thể đi từng bước một đứng vững, thậm chí đạt được địa vị bên trong Tà Hoàng Triều như ngày hôm nay. Mặc dù dựa vào luyện linh, nhưng chuyện này cũng không phải mỗi một tu sĩ biết luyện linh cũng có thể đạt được thành tựu như vậy. Còn có Hầu Tiểu Muội cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng yên tâm. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng Công Tôn Huyền Nhi, mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng là cùng loại với đồng minh. Hắn có thể nhìn ra Công Tôn Huyền Nhi không giấu giếm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cao hứng vì Hầu Tiểu Muội. Dù sao, ở trên đại lục Vĩnh Hằng nguy cơ mai phục khắp nơi này, Hầu Tiểu Muội từ khi đến đây, trước sau đều an toàn, mà còn có tài nguyên sung túc đi tu luyện. Bất luận là quỷ mẫu trước đây,
hay Công Tôn Uyển Nhi hôm nay, cho dù hai người vì nguyên nhân khác nhau, đều sẽ càng chiếu cố đối với Hầu tiểu muội. Sau khi trong lòng yên ổn, Bạch Tiểu Thuần nhìn tầng mây trên thiên địa của chiến thuyền đang lao nhanh, hỏi tới chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại, ngoại trừ thân bằng ở thế giới thông thiên. Uyển Nhi, nàng thân là thiên tôn. Như vậy, như thế nào mới có thể trở thành thiên tôn? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi hỏi. Tu vi của hắn hiện nay nhìn như chuẩn thiên tôn, nhưng trên thực tế vẫn không thỏa đáng. Bất tử quyển mặc dù đại viên mãn, nhưng trường sinh quyển lại không có đại viên mãn. Cho nên tu vi của hắn hiện tại chỉ có thể nói là còn đang trong cảnh nội bán thần. Cảnh giới phân chia cụ thể thế nào, chính hắn cũng có chút không rõ. Hắn tuy biết, sau khi bất tử quyển cùng trường sinh quyển đều đại viên mãn, hình như có thể thăng cấp thiên tôn. Nhưng quá trình cụ thể cùng với những chỗ cần phải chú ý là thế nào, hắn lại ngây thơ không hiểu gì. Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn sơ kỳ. Ở trên một điểm này, ý nghĩa chỉ điểm đối với Bạch Tiểu Thuần là cực lớn. Cự Quỷ Vương đứng ở bên cạnh cũng vểnh tai nghe. Hắn đã dừng lại ở bán thần trong rất nhiều năm. Đối với chuyện này, hắn biết được cũng không nhiều hơn so Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, vén vài sợi tóc bị gió thổi tung. Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này với động tác mềm mại như vậy, khiến cho ở trên người của nàng lộ ra phong tình. Ngay cả đôi mắt đẹp đảo qua, cũng theo tóc đen phất phới, khiến trong lòng người ta có cảm giác ngứa ngáy. Cự Quỷ Vương cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn có chút háo sắc, lúc này mắt cũng sáng lên. Mà tim Bạch Tiểu Thuần cũng đập rộn lên. Nhưng liên tưởng tới chuyện của Công Tôn Uyển Nhi lúc ban đầu, hắn lại lập tức cảnh giác, thầm hô yêu nữ. Đồng thời, hắn cảm thấy mình bây giờ đã là thân phận khác. Nhất là so với loại phương pháp thần thông ánh mắt này, Bạch Tiểu Thuần sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử, sẽ tỏ ra yếu kém. Vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn qua. Vì để cho mình còn có uy nghiêm, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó trong mắt tùy ý thoáng động, quan sát thân thể Công Tôn Uyển Nhi từ trên xuống dưới. Không thèm để ý chút nào trước ánh mắt của ai người, Công Tôn Uyển Nhi cười duyên thân thể run rẩy. Hết lần này tới lần khác hai gò má ửng đỏ, lộ ra sự mị hoặc. Tiểu ca ca, ngươi không nên nhìn người ta như vậy. Nếu như ngươi thật muốn nhìn, chúng ta đi vào trong khoang thuyền. Người ta cho ngươi nhìn được chưa? Giọng nói này vừa ra, thân thể Cự Quỷ Vương run lên một cái, hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, mắt cũng trợn to, theo bản năng dịch người về phía sau. Cũng may ta có định lực, Tống Quân Uyển cũng tốt, Hồng Trần Nữ cũng được. Mặc dù mức độ yêu nghiệt không bằng Công Tôn Uyển Nhi này, nhưng ta vẫn có sức chống cự, còn có đại bảo kiếm. Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ quét mắt nhìn Cự Quỷ Vương. Hắn vội ho to một tiếng, tay phải vỗ nhẹ vào túi đựng đồ. Đại kiếm thế giới Bắc Bạch theo ánh sáng màu xanh lam lóe lên, xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Cầm đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần khoa tay múa chân một chút, sau đó nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Ngươi mới vừa nói đến cái gì? Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Cự Quỷ Vương lúc này xấu hổ dở khóc dở cười. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên rất bội phục. Bạch Tiểu Thuần ở trong những tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy, lại có thể lấy ra đại kiếm Bắc Bạch đi gián tiếp uy hiếp. Điều này làm cho Cự Quỷ Vương rất vui mừng. Công Tôn Uyển Nhi nhìn đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần có chút kiêng kỵ, trong mắt có chút u oán, nhỏ giọng nói. Hệ thống tu luyện, đại lục Vĩnh Hằng cũng giống như thế giới thông thiên các người. Đều là Nguyên Anh, sau đó là Thiên Nhân, Bán Thần, Thiên Tôn. Lại điểm khác biệt chính là hiểu biết đối với lực lượng. Ở trên đại lục Vĩnh Hằng, tất cả nguồn gốc của lực lượng đều trốn không thoát một chữ niệm này. Thiên Nhân là đem ý của mình dung nhập thiên ý, mượn tới lực lượng thiên địa, đồng thời cũng là quá trình khiến cho niệm lực của bản thân thức tỉnh. Bán thần cao hơn một tầng là đem ý chí của bản thân vượt lên trên thiên ý. Không phải mượn, mà là trực tiếp cầm lấy, đồng thời càng làm cho niệm lực đã thức tỉnh, chôn ở trong lòng, quá trình hình thành niệm căn. Về phần thiên tôn, ở một khắc khi tu sĩ bán thần tu vi đột phá, bước vào đại thừa, sẽ ở bên trong thân thể ngưng tụ ra một dễ niệm chôn sâu, sau đó hình thành đạo chủng. Đạo chủng này sẽ ở trong quá trình tu luyện, không ngừng mọc rễ nảy mầm, dung nhập toàn thân, cuối cùng đột phá, giống như nở hoa, hình thành đạo niệm vô cùng vô tận. Khi đó, có thể đột phá thiên tôn, trở thành vị hoàng giả thái cổ thứ ba trên đời hiện nay. Đáng tiếc bước này thật quá khó khăn. Đến nay cũng chỉ có hai đại hoàng giả mới là cường giả thái cổ cảnh hình thành đạo niệm của bản thân. Công Tôn Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, âm thanh yếu ớt vang vọng. Bạch Tiểu Thuần nghe được vào trong tai, tâm thần chấn động. Cự Quỷ Vương đứng ở bên cạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Niệm lực, niệm căn, đạo chủng, đạo niệm. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, chúng sinh vạn vật đều có niệm lực. Nó là tất cả cơ sở, thiên biến vạn hóa, bao hàm thiên địa, bao hàm thế giới,
càng bao hàm vạn vật chúng sinh. Từng ngọn cây cọng cỏ đều như vậy. Toàn thế giới giống như một ngọn núi lớn, từ trên xuống dưới, có thể nghiền ép, hoàn toàn khống chế. Từ dưới lên trên, chúng sinh đang từng bước tu luyện, không ngừng leo lên, khiến cho niệm lực của bản thân hóa thành rễ, chôn sâu trong linh hải, cuối cùng ngưng tụ ra hạt giống đạo, sinh ra đạo niệm. Thiên Tôn thi triển ra thần thông đạo pháp, sở dĩ không phải là cực hạn của bản thân, không phải là cực hạn của thiên địa. Tất cả thế giới này đều có thể lấy ra làm thuật pháp của mình, cũng chính bởi vì hạt giống đạo tồn tại. Đạo chủng vừa ra, liền là đại tôn thần linh chân chính, vượt qua thiên địa, vì vậy được gọi là Thiên Tôn. Âm thanh của Công Tôn Uyển Nhi giống như sấm sét, nổ mạnh ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn đối với Thiên Tôn, cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng. Đối với chúng sinh cơ sở nhất này đều có đầy đủ niệm lực. Từ cổ chí kim không hề có phương pháp cùng giải độc. Phần lớn mọi người cho rằng niệm lực có thể coi là niềm tin. Giống như trước bản tôn quỷ mẫu của ta, thi triển đạo pháp, chính là ngưng tụ lực lượng niềm tin của chúng sinh trên tà Hoàng Triều. Đây cũng là tồn tại căn bản của Hoàng Triều. Đạo lý tương tự, ta mặc dù không hiểu rõ thái cổ toàn diện, nhưng đối với tồn tại thái cổ cảnh mà nói, lãnh thổ của hắn càng lớn, con dân của hắn càng nhiều, lực lượng của hắn lại càng mạnh mẽ. Mặt khác, đạo chủng càng là tồn tại khiến tu sĩ cảnh giới thiên tôn còn quý trọng hơn so với thần hồn. Có thể nói đó là tất cả nền tảng của bản thân. Cũng chính bởi vì có đạo chủng, cho nên bọn họ mới có thể sau khi tử vong, được cường giả thái cổ làm sống lại. Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu. Nhưng lời nói của nàng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng với Cự Quỷ Vương sau khi nghe được, lập tức thần sắc biến hóa kịch liệt. Sống lại. Cự Quỷ Vương lập tức hỏi. Sống lại. Công Tôn Uyển Nhi nghiêm túc nói. Đây là nguyên nhân thái cổ mặc dù được gọi là hoàng giả, đồng thời cũng ở trong Thánh Hoàng Triều năm đó, rõ ràng bị nghiền ép đến trình độ nhất định. Nhưng theo Thánh Hoàng đột phá, khiến cho Tà Hoàng cũng không thể không kiêng kỵ nhượng bộ. Cường giả thái cổ cường hãn như thế nào, không người nào biết được. Hai đại hoàng giả này cũng chưa từng chiến đấu ở trước mặt người khác. Điều duy nhất bị người đời biết, chính là năng lực làm sống lại Thiên Tôn. Công Tôn Uyển Nhi nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương. Nàng hiểu rất rõ những lời này của mình, đối với hai người chưa từng tiếp xúc qua tin tức này, sẽ hình thành chấn động thế nào. Sự thực cũng đúng là như thế. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Tâm thần Cự Quỷ Vương cũng là sóng lớn ngập trời. Nội tình của hai đại hoàng triều cường hãn, theo như lời Công Tôn Uyển Nhi nói, đã hiện ra một góc núi bằng ở trước mặt bọn họ. Chỉ cần là tu sĩ bán thần, ở thời khắc đột phá thiên tôn, ở trong chớp mắt khi ngưng tụ ra đạo chủng, tách ra một tia đạo chủng của bản thân đưa vào đạo trung điện trong hoàng triều. Như vậy sau khi hắn chết, hoàng giả thái cổ có thể dựa vào đạo chủng của người này, khiến hắn một lần nữa sống lại. Công Tôn Uyển Nhi dừng lại một chút, chờ Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương tiêu hóa chuyện mình vừa nói xong, lại mở miệng lần nữa. Cho nên, chiến lực của Thiên Tôn chính là bên trong thế giới vĩnh hằng hiện tại. Ở dưới tình huống hoàng giả không ra, chính là tu sĩ đỉnh phong nhất. Chỉ có điều sống lại cũng không phải là hoàn mỹ. Không chỉ thái cổ cần phải trả cái giá thật lớn, đồng thời mỗi lần Thiên Tôn sống lại, bản thân đều sẽ bị vĩnh viễn suy yếu hơn một phần. Cái giá lớn này cũng liền khiến cho tu sĩ Thiên Tôn cho dù có thể được sống lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn ngã xuống. Nói đến đây, Công Tôn Uyển Nhi lại dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, biết có một số việc, Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương mặc dù hiện tại không biết, nhưng vì đây vốn cũng không phải là bí mật gì. Chờ sau khi bọn họ đến Thánh Hoàng Triều, tự nhiên sẽ biết. Nếu như vậy, cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Vì vậy nàng tiếp tục mở miệng. Cho nên lần này bản tôn ta bị các ngươi bắt, không sợ chết vì có thể sống lại. Nhưng Tà Hoàng vì chiếu cố đại cục, vì cảm tưởng của các thiên tôn khác, còn là vì thiên, hắn cũng nhất định sẽ tới đổi ta lại. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần thoáng lộ ra một tinh quang. Lúc này đối với chuyện làm như thế nào trở thành thiên tôn, hắn đã rất rõ ràng. Hắn còn biết được chỗ kinh người của hai đại hoàng giả. Nhưng trong lòng hắn hiện tại, nghi ngờ lớn nhất lại là chuyện sống lại theo lời Công Tôn Uyển Nhi. Nghi ngờ này thật lâu không tiêu tan. Thông Thiên đạo nhân, rốt cuộc chết hay chưa? Trong mắt Bạch Tiểu Thuần ẩn sâu một tia băng hàn. Hắn mơ hồ nhớ ra, trước khi thế giới Thông Thiên tan vỡ, thân thể của Thông Thiên nhân vỡ nát diệt vong, bay ra tồn tại giống như hạt giống vậy.